Kính thưa quý lãnh đạo, quý đại biểu, ban giám hiệu, quý thầy cô cùng toàn thể các học sinh thân mến, nhằm ghi nhận và kịp thời động viên, đồng thời biểu dương khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động dạy và học và nhiều hoạt động phong trào khác. Sau đây, tôi xin giới thiệu và kính mời thầy Trần Văn Bảo, chủ tịch công đoàn nhà trường sẽ lên điều hành và thông qua các quyết định khen thưởng đối với những tập thể và cá nhân có thành tích cao trong năm học 2023-2024. Xin được trân trọng kính mời thầy. Kính thưa quý đại biểu, quý thầy cô cùng toàn thể các em học sinh thân mến, một năm học nữa lại kết thúc. Đây cũng là lúc mà thầy và trò trường Trung học Phổ thông Nguyễn Thanh tổng kết lại những thành quả đã đạt được trong năm học qua để ghi nhận và biểu dương những cố gắng nỗ lực của thầy và trò trong năm học 2023-2024 đạt được thành tích đáng ghi nhận và khen thưởng. Sau đây tôi xin thông qua các quyết định khen thưởng và các cái nội dung khen thưởng cũng tương đối nhiều, cho nên tôi xin thông qua các căn cứ của các quyết định. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do Hàn Quốc, Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang, trường Trung học Phổ thông Nguyễn Thanh, số 68/QĐ-THBTVT Việt Thanh ngày 21/5/2024. Quyết định điều 1, khen thưởng các tập thể đạt danh hiệu văn hóa xuất sắc năm học 2023-2024 có danh sách kèm theo. Điều 2, các lớp có tên ở điều 1 được ghi vào sổ khen thưởng của trường năm học 2023-2024 kèm theo giấy khen và phần thưởng là 300.000 đồng trên lớp. Điều 3, văn phòng, bộ phận kế toán, đoàn thanh niên trường và các lớp có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Hiệu trưởng đã ký Lê Duy Ngọc. Sau đây xin mời đại diện của 4 tập thể lớp bước lên sân khấu để nhận phần thưởng danh hiệu văn hóa xuất sắc. 1. Lớp 12A3. 2. Lớp 12A8. 3. Lớp 10A4 và 4. Lớp 10A7. Xin mời đại diện các em nhanh chóng bước lên phía trên để nhận phần thưởng. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời thầy Lê Duy Ngọc, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường lên trao phần thưởng cho các em. Mình xin trân trọng kính mời thầy. Thầy Lê Duy Ngọc xin chúc mừng tập thể các lớp. Tiếp theo, quyết định số 69/QĐ-THBTVT Vị Thanh ngày 21/5/2023. Quyết định điều 1, khen thưởng học sinh đạt danh hiệu học sinh 3 tốt năm học 2023-2024 có danh sách kèm theo. Điều 2, các cá nhân có tên ở điều 1 được ghi vào sổ khen thưởng của trường năm học 2023-2024 kèm theo giấy khen và phần thưởng là 200.000 đồng trên học sinh. Điều 3, văn phòng, bộ phận kế toán, hội khuyến học, ban đại diện cha mẹ học sinh, tổ chuyên môn có liên quan và các cá nhân có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Hiệu trưởng đã ký Lê Duy Ngọc. Sau đây có 8 em học sinh đạt danh hiệu học sinh 3 tốt. Và khi thầy đặt tên thì các em nhanh chóng bước lên sân khấu để nhận phần thưởng. 1. Nguyễn Trọng Phúc,
lớp 11 A7. 2. Lê Nguyễn Gia Linh, lớp 11 A10. 3. Đỗ Nguyễn, lớp 10 A1. 4. Nguyễn Đỗ Hoàng Mỹ, lớp 10 A1. 5. Bạch Ngọc Hồng Như, lớp 11 A5. 6. Hồ Nguyễn Quỳnh Ý, lớp 11 A8. 7. Nguyễn Hồ Mai Thư, lớp 12 A8. 8. Lê Ngọc Ngân, lớp 11 A10. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời thầy Trần Hoàng Nguyên, chi ủy viên phó hiệu trưởng nhà trường lên trao phần thưởng và các em. Xin trân trọng kính mời thầy. Tiếp theo quyết định số 70 trên quy đề THBTVT Thị Thanh ngày 21/5/2023. Quyết định điều 1 tặng giấy khen của hiệu trưởng trường trung học phổ thông Thị Thanh cho 9 tập thể đạt thành tích trong thi đua chặng 2 năm học 2023-2024 có danh sách kèm theo. Kèm theo giấy khen là tiền thưởng cho các lớp với định mức khen thưởng cho mỗi tập thể như sau: hạng nhất là 250.000 đồng trên một lớp, hạng nhì là 200.000 đồng trên một lớp, hạng ba là 150.000 đồng trên một lớp. Điều 2, văn phòng kế toán đoàn thanh niên trường và các tập thể có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Hiệu trưởng đã ký Lê Duy Ngọc. Tiếp theo mời đại diện các lớp. Lớp 12 A1 đạt giải nhất. Lớp 12 A10 giải nhì. Lớp 12 A8 giải ba. Đó là của khối 12. Còn khối 11 thì lớp 11 A10 giải nhất. Lớp 11 A9 hạng nhì. Lớp 11 A3 hạng ba. Còn đối với khối 10 thì lớp 10 A4 hạng nhất, lớp 10 A2 hạng nhì và lớp 10 A7 hạng ba. Xin mời 9 tập thể có về được nguyên nhanh chóng bước lên phía trên để nhận phần thưởng. Xin trân trọng kính mời cô Võ Thị Mỹ Hồng, chi ủy viên phó hiệu trưởng nhà trường lên chào phần thưởng cho các em. Xin trân trọng kính mời cô. Cảm ơn cô Võ Thị Mỹ Hồng. Xin chúc mừng tập thể các lớp. Tiếp theo quyết định số 71 trên quy đề THBT VT Thị Thanh ngày 21/5/2023. Quyết định điều 1 tặng giấy khen của hiệu trưởng trường trung học phổ thông Thị Thanh cho 21 học sinh đạt danh hiệu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm học 2023-2024 có danh sách kèm theo. Kèm theo giấy khen là phần quà
10 quyển tập cho mỗi học sinh. Điều 2, văn phòng, đoàn thanh niên, trường và các học sinh có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Hiệu trưởng đã ký Lê Duy Ngọc. Sau đây xin mời các em 21 em học sinh có tên bước lên sân khấu để nhận phần thưởng. 1. Nguyễn Thanh Thanh, lớp 12A10. 2. Lê Nhật Anh, lớp 12A10. 3. Võ Hữu Tình, lớp 11A10. 4. Nguyễn Quốc Thanh, lớp 11A10. 5. Nguyễn Duy Khang, lớp 11A3. 6. Bùi Dương Đức Tài, lớp 11A3. 7. Trần Hữu Tài, lớp 12A1. 8. Vương Hoàng Phú, lớp 12A1. 9. Nguyễn Trí Thiện, lớp 10A7. 10. Nguyễn Quốc Tường, lớp 10A7. 11. Nguyễn Văn Tới, lớp 12A7. 12. Phan Đoàn Hồng Sơn, lớp 12A7. 13. Lương Hoàng Thu Trang, lớp 11A3. 14. Lê Phan Ngọc Băng, lớp 11A5. 16. Võ Nguyễn Thị Như Ngọc, lớp 12A3. 16. Lê Thị Ngọc Nhi, lớp 12A3. 17. Lê Thị Nguyên, lớp 12A3. 18. Lê Nguyễn Gia Y, lớp 11A9. 19. Lê Hoàng Phúc, lớp 11A9. 20. Nguyễn Lê Bảo Duy, lớp 10A10. Và 21. Nguyễn Văn Hào, lớp 10A10. Kèm ta nhanh chóng khẩn trương. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời thầy Võ Văn Úc, bí thư đoàn trường, và cô Nguyễn Thị Yến Ly, phó bí thư đoàn trường lên trao phần thưởng cho các em. Xin trân trọng kính mời. Tiếp theo, quyết định số 178 trên QĐ UBND Vị Tân ngày 17 tháng 5 năm 2024. Quyết định đề nghị khen thưởng gương người tốt việc tốt. Tôi xin thông qua các cái căn cứ. Quyết định điều 1, tặng giấy khen cho em Lê Nhật Anh, học sinh lớp 12A10, trường Trung học Phổ thông Vị Thanh, đăng ký thường trú ấp 3A, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, là tấm gương người tốt việc tốt, đã có hành vi nhặt được của rơi trả lại cho người bị mất. Điều 2, mức thưởng kèm theo giấy khen cho em Lê Nhật Anh được thực hiện theo quy định tại điểm G khoảng 1, điều 48 nghị định 98/2023 trên MDCB ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3, văn phòng thống kê, trưởng công an xã Vị Tân và em Lê Nhật Anh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Chủ tịch đã ký Trần Thanh Bình. Xin mời em Lê Nhật Anh, học sinh lớp 12A10 ta bước lên phía trên. Và xin mời đồng chí Võ Quốc Dũng, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vị Tân lên trao giấy khen và trao quyết định cho em. Xin trân trọng kính mời.
chúc mừng em. Lời trao học bổng của ban đại diện cha mẹ học sinh cho 4 học sinh khối 12 có thành tích học tập xuất sắc nhất. Xin mời 4 em học sinh có tên sau đây bước lên sân khấu để nhận phần thưởng từ ban đại diện cha mẹ học sinh của trường. 1. Nguyễn Trần Đức Anh, lớp 12A5. 2. Nguyễn Hồ Mai Thư, lớp 12A8. 3. Nguyễn Quỳnh Thái Khang, lớp 12A10. Và 4. Trương Thị Thúy Nga, lớp 12A3. Xin mời 4 em có tên mới vừa đặt tên nhanh chóng bước lên sân khấu. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Lê Thành Chức, trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh của trường lên trao phần thưởng cho các em. Xin trân trọng kính mời ông. Trân trọng cảm ơn ông Lê Thành Chức. Xin chúc mừng các em học sinh. Tiếp theo, quyết định số 72/QĐ-THGT-BT bị thanh ngày 22 tháng 5 năm 2024. Quyết định điều 1 công nhận và khen thưởng cho 102 học sinh khối 12 đạt danh hiệu học sinh giỏi và 278 học sinh đạt danh hiệu học sinh tiên tiến năm học 2023-2024, gồm các học sinh có tên sau đây, có danh sách kèm theo. Điều 2, học sinh có tên tại điều 1 được khen thưởng như sau: học sinh giỏi được tặng giấy khen của trường và 20 quyển tập. Học sinh tiên tiến được tặng giấy khen của trường. Điều 3, tổ trưởng văn phòng, tổ trưởng chuyên môn, các giáo viên chủ nhiệm các lớp và học sinh có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Hiệu trưởng đã ký Lê Duy Ngọc. Tiếp sau đây, xin mời các em học sinh có đạt danh hiệu học sinh giỏi thì có tên sau đây nhanh chóng bước lên sân khấu để nhận phần thưởng của nhà trường. Lớp 12A1 gồm có Danh Thị Trúc Linh, Lê Ngọc Hân, Lê Nhật Kim Loan, Lê Thị Bảo Nghi, Phạm Võ Thị Ngọc Tuyền, Phan Kim Sinh, Thái Trung Thực, Vương Hoàng Phú. Lớp 12A2 gồm các em Đỗ Nguyễn Yến Trang, Lê Ngọc Hân, Lê Thị Quyền Trân, Lưu Thùy Vân, Nguyễn Lê Bảo Trân, Trần Thông Thái. Những em, các em học sinh thầy mới vừa đọc tên đó, ta nhanh chóng bước lên sân khấu. Xin trân trọng giới thiệu thầy Đỗ Thành Nhân, tổ trưởng chuyên môn, tổ toán, và thầy Lê Dũng Tiên, tổ phó chuyên môn, tổ toán lên trao phần thưởng cho các em.
trân trọng cảm ơn thầy Đỗ Thành Nhân, thầy Lê Dũng Tiền và xin chúc mừng các em. Tiếp theo lớp 12A3 mời các em có tên sau đây: Đặng Thị Ngọc Mộng, Nguyễn Thị Hồng Cúc, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Phạm Phú Khang, Tiêu Gia Hân, Trần Thị Hoa, Trương Thị Thúy Nga. Lớp 12A4 gồm các em Biện Ngọc Vân Tâm, Đặng Thị Yến Nhi, Quỳnh Anh Thư, Lâm Ngọc Quế Chi, Lê Ngọc Anh Thư, Lưu Thành Đạt, Nguyễn Anh Quốc Vinh, Phạm Hồ Bảo Khánh, Phan Thị Thảo Vi, Võ Thị Ái Viên. Các em nhanh chóng bước lên sân khấu nha. Xin trân trọng và kính mời thầy Lưu Quốc Du, tổ trưởng chuyên môn, thầy Nguyễn Hoàng Lâm, tổ phó chuyên môn của tổ vật lý kỹ thuật lên trao phần thưởng cho các em. Xin trân trọng kính mời. Xin trân trọng cảm ơn thầy Lưu Quốc Trung và thầy Nguyễn Hoàng Lâm. Xin chúc mừng các em. Tiếp theo, các em học sinh lớp 12A5 gồm có các em Lê Thị Trúc Anh, Nguyễn Minh Khôi, Nguyễn Thị Lệ Trân, Nguyễn Trần Đức Anh, Phạm Quỳnh Trân, Phan Thị Hồng Ngọc. Lớp 12A6 bao gồm có tên các em học sinh Âu Minh Trinh, Hà Thị Thùy Trang, Quỳnh Tí Hy, Quỳnh Thúy Ngân, Lâm Thị Phương Nghi, Lê Như Ngà, Nguyễn Hoàng Tấn Thành, Nguyễn Phương Vinh, Nguyễn Quốc Đạt, Phan Hoàng Vinh, Quách Nguyễn Anh Tú, Tăng Thị Hồng Nhung, Trần Ngọc Hân, Trần Thị Kim Huyền, Trần Thúy Quỳnh. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời cô Đoàn Thị Thắm, tổ trưởng tổ chuyên môn, cô Nguyễn Thị Đức Miễu, tổ phó chuyên môn, tổ sử địa giáo dục công dân lên trao phần thưởng cho các em. Xin trân trọng kính mời cô. Thank you.
trân trọng cảm ơn cô Trần Thị Thắm và cô Nguyễn Thị Bích Liễu. Xin kính mời các em. Tiếp theo, lớp 12A7, mời em Đồng Thị Cẩm Duyên, Mai Nguyễn Hải Yến, Ngô Phú Thịnh, Nguyễn Huệ Phương, Nguyễn Quốc Bảo, Nguyễn Thị Thảo Nguyên, Thạch Thị Diễm Ngọc, Trần Chí Hiếu, Trần Thị Anh Thư, Trần Thị Xuân. Lớp 12A10 gồm có các em Quỳnh Thùy Trang, Nguyễn Đoàn Ngọc Hân, Nguyễn Quỳnh Thái Khang, Nguyễn Lê Anh Quân, Nguyễn Thị Bích Giao, Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Nguyễn Yến Thư, Phạm Thanh Đạt, Trần Nhật Hoàng Gia. Xin trân trọng giới thiệu và mời cô Phạm Thị Dân Ái, tổ trưởng tổ tinh học, và cô Kiều Cẩm Loan, tổ trưởng tổ sinh học, lên trao phần thưởng cho các em. Xin trân trọng kính mời cô. Cảm ơn cô Phạm Thị Dân Ái, cô Kim Cẩm Loan. Xin chúc mừng các em. Được, mời các em ra đây về vị trí. Tiếp theo, lớp 12A8, mời các em học sinh Đặng Thị Khả Ái, Đào Thị Anh Thư, Lê Quốc Anh, Lê Trần Liên, Lưu Thiện Đông, Nguyễn Hồ Mai Thư, Nguyễn Thị Quyền Hương, Nguyễn Thị Khả Ái, Nguyễn Thị Ngọc Sương, Nguyễn Tuấn Khanh, Phạm Thị Kiều Trinh, Tô Tiền Ngân Băng, Trần Ngọc Ấn, Trần Ngọc Hân, Trần Thanh Kiệt. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời cô Mai Hồng Nghĩa, tổ trưởng chuyên môn, và cô Nguyễn Đặng Xuân Toàn, tổ phó chuyên môn tổ Nguyễn Văn, lên chào phần thưởng cho các em học sinh. Xin trân trọng kính mời cô.
trân trọng cảm ơn cô Mai Hồng Nghĩa và cô Nguyễn Đặng Xuân Con. Xin chúc mừng các em, mời các em ra về trực tiếp. Tiếp theo, mời các em học sinh ở lớp 12A9 Dương Nguyễn Quỳnh Tươi, Hồ Lượng, Quỳnh Thị Anh Thư, Quỳnh Trần Thanh Thiên, Kim Quỳnh Tiến Đạt, Lê Chí Nguyễn, Ngô Kim Xuyến, Nguyễn Gia Hân, Nguyễn Ngọc Ly, Nguyễn Thị Thúy Ti, Nguyễn Trọng Tính, Nguyễn Văn Kha, Phạm Thị Giàu, Trần Hiểu Yến, Trần Trung Kiên, Võ Nguyễn Nhật Thiên. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời cô Nguyễn Thị Bé Thơ, tổ trưởng chuyên môn, và cô Châu Thị Hiếu, tổ phó chuyên môn của tổ khóa học lên trao phần thưởng cho các em. Xin trân trọng kính mời cô. Còn 278 em học sinh đạt danh hiệu học sinh tiên tiến của khối 12 thì các em sẽ nhận giấy khen ở tại lớp do giáo viên chủ nhiệm phát. Tiếp theo thì thông qua quyết định số 73 để công nhận các em đạt thành tích học sinh xuất sắc, học sinh giỏi của học sinh khối 10 và 11 thì xin thông qua danh sách luôn. Khỏi thông qua quyết định. Đầu tiên thông qua cái danh sách đó, 20 em học sinh khối 10 và khối 11 đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, gồm các em có tên sau đây: 1. Đỗ Nguyễn, lớp 10A1. 2. Nguyễn Trường Duy, lớp 10A3. 3. Lê Thiên Phú, lớp 10A5. 4. Nguyễn Lê Tiểu My, lớp 10A5. 5. Lưu Thanh Danh, lớp 10A6. 6. Phan Kiều Huy, lớp 10A6. 7. Trần Thị Bích Ngọc, lớp 10A6. 8. Nguyễn Quốc Tường, lớp 10A7. 9. Võ Thị Kim Chi, lớp 10A7. 10. Trần Gia Tưởng, lớp 10A9. 11. Dương Tôn Nhã Hân, lớp 10A11. 12. Dương Trường Thịnh, lớp 10A11. 13. Quỳnh Hoàng Sơn, lớp 10A11. 14. Quỳnh Tuệ Minh, lớp 11A1. 15. Nguyễn Thanh Duy, lớp 11A3. 16. Nguyễn Thị Tuyết Trân, lớp 11A3. 17. Ngô Ngọc Khánh Ly, lớp 11A7. 18. Nguyễn Ngọc Kim, lớp 11A9. 19. Cao Văn Nhật, lớp 11A10. Và 20. Lê Nguyễn Gia Linh, lớp 11A10. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời thầy Hồ Hữu Nguyên, tổ trưởng chuyên môn, và thầy Lê Đại Lợi, tổ phó chuyên môn, tổ thể dục quốc phòng và an ninh lên trao phần thưởng cho các em. Xin trân trọng kính mời thầy.
Xin trân trọng cảm ơn thầy Trần Hoàng Nguyên, thầy Hồ Hữu Nguyên và thầy Lê Đại Lợi. Xin chúc mừng các em. Xin mời các em ta về vị trí. Và tiếp theo là học sinh lớp 10 và 11 vừa đạt danh hiệu học sinh giỏi là có 145 em học sinh. Thì các em học sinh này đạt danh hiệu học sinh giỏi thì các em sẽ về lớp, giáo viên chủ nhiệm sẽ trao phần thưởng cho các em. Tiếp theo, nhằm động viên khuyến khích phong trào học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh thì cô Thị Minh Anh, giáo viên của trường có phần quà để gửi đến cho các em học sinh, và nhà trường cũng sẽ có tặng cho mỗi em một phần quà. Thì sau đây mời các em học sinh có tên đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh lên sân khấu nhận phần quà của cô Minh Anh và của nhà trường. Một, em Lê Quốc Anh, lớp 12A8, học sinh giỏi môn toán. Hai, Phan Hoàng Vinh, lớp 12A6, học sinh giỏi môn vật lý. Ba, Hứa Thiều Mỹ, lớp 11A8, học sinh giỏi môn tin học. 4. Lâm Ngọc Quế Chi, lớp 12A4, học sinh giỏi môn ngữ văn. 5. Trần Thúy Huỳnh, lớp 12A6, học sinh giỏi môn ngữ văn. 6. Kim Hoa Vi, lớp 11A7, học sinh giỏi môn ngữ văn. 7. Đỗ Thị Quỳnh Ngân, lớp 11A6, học sinh giỏi môn lịch sử. 8. Nguyễn Quốc Đạt, lớp 12A6, học sinh giỏi môn địa lý. 9. Nguyễn Ái Trực, lớp 11A9, học sinh giỏi môn địa lý. 10. Lâm Tiến Phát, lớp 12A1, học sinh giỏi môn địa lý. 11. Quỳnh Anh Thư, lớp 12A4, học sinh giỏi môn tiếng Anh. 12. Lê Ngọc Thiên Kim, lớp 10A5, học sinh giỏi môn tiếng Anh. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời cô Thị Minh Anh, giáo viên của trường, và cô Võ Thị Mỹ Hồng, chi ủy viên phó hiệu trưởng nhà trường, lên trao phần thưởng và quà cho các em đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2023-2024. Xin trân trọng kính mời cô. Trân trọng cảm ơn cô Võ Thị Mỹ Hồng, cô Võ Thị Minh Anh, và xin chúc mừng các em. Các em học sinh có tên sau đây xin nán lại sân khấu. Em Lê Quốc Anh, em Phan Hoàng Vinh, em Hứa Triều Vĩ, em Lâm Ngọc Quế Chi, em Trần Thúy Huỳnh, em Kim Hoa Vi, em Nguyễn Quốc Đạt, em Nguyễn Ái Trực, em Lâm Tiến Phát. Các em học sinh rất là nán lại sân khấu. Ở bốn cái bộ môn có cái giáo viên bồi dưỡng cho các em có cái phần quà để dành tặng cho các em. Sau đây xin mời thầy Đỗ Thầy Nha Thành Nhân, môn toán, thầy Lưu Quốc Trung, môn vật lý, cô Mai Hồng Nghĩa, môn ngữ văn, và cô Đoàn Thị Thắm, môn địa lý, có những cái phần quà để trao cho các em học sinh của môn của mình để đạt thành tích trong kỳ thi học sinh giỏi kỳ 3. Xin chân trọng kính mời.
nghị toàn trường mình nhiệt liệt hoan nghênh chúc mừng cho các em học sinh đạt thành tích. Xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô và xin chúc mừng các em. Phần kính thưa quý đại biểu, quý thầy cô cùng toàn thể các em học sinh, phần điều hành trao thưởng cho trong cái buổi lễ tổng kết và tri ân tiến hành cho học sinh khối 12 hôm nay là kết thúc. Một lần nữa thì xin cảm ơn và trân trọng kính chào. Xin được cảm ơn thầy Lê Bảo, xin được cảm ơn nhà trường.